Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Tỉnh Thức. Tác giả Ajahn Phuang Sotiko, Tỳ khưu Thanissaro. Chuyển ngữ từ tiếng Thái sang tiếng Anh năm 1999. Chuyển ngữ từ Anh sang Việt, Diệu Liên Lý Thu Linh, 2018-2019. Nhà xuất bản Hồng Đức. Lời người dịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con vừa hoàn thành phần dịch thuật quyển sách mỏng A Awareness Itself của Thiền sư Ajahn Phuang do Tỳ kheo Thanissaro biên dịch từ tiếng Thái sang tiếng Anh. Quyển sách lạ về cách trình bày nội dung, không phải như các bài pháp ta thường được đọc mạch lạc, có mở, có thân, có kết. Đằng này, sách bao gồm các lời dạy ngắn của Thiền sư Ajahn Phuang do Tỳ kheo Thanissaro hay các đệ tử khác nhớ lại hoặc được trích ra từ một số bài pháp đã được ghi âm. Vì lẽ đó, độc giả có thể thấy khó hiểu vì không có cái nhìn toàn cảnh. Bỏ qua những hạn chế đó, quyển sách vẫn chứa đựng nhiều bài học quý báu cho những người sơ cơ như chúng con. Vì lời dạy của Ngài Ajahn Phuang giúp ta soi rọi lại mình, can đảm nhìn vào bộ mặt thật của mình. Dĩ nhiên, phần dịch thuật của chúng con không tránh khỏi nhiều sơ sót vì sự kém cỏi của mình trong lĩnh vực thiền tập. Khi Ngài Thiền Sư diễn tả nhiều trạng thái tâm, nhiều mức độ tu chứng mà chúng con chưa từng trải nghiệm qua, trong những trường hợp đó, người dịch chỉ biết cố gắng hết sức mình để không hiểu sai, hiểu sót ý câu văn của Tỳ kheo Thanissaro. Kính mong quý tôn sư độc giả, bạn đọc vui lòng chỉ giáo thêm. Xin chân thành sám hối với giác linh của Thiền sư Ajahn Phuang và Tỳ kheo Thanissaro, trụ trì thiền viện Metaphores, về các sai sót dù vô tình hay cố ý. Chúng con xin cảm ơn phước báu từ bao đời tạo dựng để có được cơ hội đóng góp vào Phật sự này. Chúng con xin cảm ơn các vị thầy tâm linh đã hướng dẫn chúng con đi theo con đường đạo. Chúng con xin cảm ơn các đấng sinh thành đã tạo phương tiện cho chúng con có được thân tâm này. Chúng con xin cảm ơn quý đạo hữu đã giúp đỡ phương tiện vật chất tâm linh để quyển sách này có thể đến tay quý độc giả dưới dạng ấn tống. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nay kính Diệu Liên Lý Thu Linh, tháng 12, 2018. Giới thiệu. Ajahn Phuang Sotiko, thầy tôi, sinh năm 1915 trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh Chanthaburi, gần biên giới Campuchia về phía đông nam Thái Lan. Mồ côi ở tuổi 11, ông được các chùa nuôi dưỡng và được thọ giới xuất gia năm ông vừa 20 tuổi. Tuy nhiên, khi bắt đầu học giới luật ở tu viện, sư nhận ra rằng các vị sư ở đó không thực sự nghiêm túc trong việc thực hành các lời Phật dạy. Vì thế, sư ao ước tìm được một vị thầy có thể giáo huấn sư đúng theo những gì sư đã được đọc. Vào năm tu học thứ hai, cơ may đó đã đến khi Ngài Ajahnli Dhammataro, một thành viên của truyền thống tu khổ hạnh trong rừng, do Ngài Ajahnmun Furidato tạo dựng, đến thăm chùa với ý định xây thiền viện trong một nghĩa trang cổ giáp giới Chanthaburi, chọn tu học theo thiền sư Ajahnli. Sư thọ lại giới theo hệ phái đó
và về trú nơi thiền viện mới. Từ đó trở đi, trừ một vài ngoại lệ, sư luôn an cư mùa mưa dưới sự hướng dẫn của sư phụ Ajahn Lee cho đến khi vị này mất năm 1961. Một trong những ngoại lệ là thời gian 5 năm trong Thế chiến thứ hai, sư một mình hành thiền trong các rừng thuộc miền Bắc Thái Lan. Lần khác nữa là thời gian 6 năm trong những năm đầu của năm 1950. Khi thiền sư Ajahn Lee giao trách nhiệm cho Ajahn Phuang trong coi thiền viện Chantapuri để ngài đi du hành đến nhiều vùng ở Thái Lan, chuẩn bị tìm chỗ cư ngụ tại Bangkok. Năm 1957, khi ngài Ajahn Lee đã xây dựng được Wat Asokaram, một thiền viện mới tại Bangkok, Ajahn Phuang lại theo sư phụ về đó để giúp chăm sóc công trình được coi là một công trình lớn cuối cùng trong cuộc đời thiền sư Ajahn Lee. Sau khi thiền sư Ajahn Lee viên tịch, đáng lý ra Ajahn Phuang sẽ làm trụ trì của Wat Asokaram. Nhưng lúc đó, tu viện này đã phát triển thành một cộng đồng lớn, phức tạp, không dễ quản lý, nên sư không muốn nhận vị trí đó. Vì thế, năm 1965, khi ngài tăng thống của Thái Lan tại trú xứ Wat Makut Kasatri Yaram, tức ngôi chùa Dương Miện Chua ở Bangkok, mời sư đến an cư mùa mưa ở đó để hướng dẫn ngài hay bất cứ tu sĩ nào thích học thiền, sư vui vẻ nhận lời. Ajahn Phuang trải qua 3 mùa an cư tại Wat Makut, còn vào các mùa khô sư du hành về vùng quê để sống độc cư. Mặc dầu sư rất tôn trọng ngài tăng thống với tư cách cá nhân, nhưng sư cảm thấy chán nản với những trò chính trị mà sư chứng kiến ở các cấp lãnh đạo tâm linh, nên sư bắt đầu tìm đường thoát ra. Vào năm 1968, một tín nữ tên Khumnai Sopum Ranrit cúng cho ngài tăng thống đất để xây một tu viện nhỏ trong vùng núi gần bờ biển tỉnh Rayong, không xa Chantapuri mấy. Ajahn Phuang xung phong đi trông coi tu viện này, Wat Thammasathit, cho đến khi một vị trụ trì chính thức được chọn. Tuy nhiên, tu viện này ở trong một khu rất nghèo, dân cư không mấy hoan nghênh ý tưởng có một tu viện chuyên tu thiền trong vùng đất của mình. Vì thế, không tu sĩ nào muốn nhận làm trụ trì tu viện. Do đó, Ajahn Phuang tự nhận làm trụ trì của Wat Thammasathit không lâu trước khi ngài tăng thống mất trong một tai nạn xe hơi năm 1971. Lần đầu tiên tôi được gặp thiền sư Ajahn Phuang là vào tháng 4 năm 1974. Lúc đó, Wat Thammasathit xem giống như một trại hè đã xuống cấp, có 3 nhà sư sống trong 3 cái thất nhỏ. Một trái nhỏ là nơi cấp vị thọ thực, một nhà bếp vừa đủ chỗ cho vài ba tu nữ, và một ngôi điện gỗ nhỏ trên đỉnh đồi là nơi ở của tôi, nơi có biển ở về hướng nam. Miếng đất cúng dường trước đó đã trải qua một đám cháy, thiêu rụi tất cả cây cối và các sườn đồi phủ đầy cỏ lau. Cháy rừng hàng năm vẫn xảy ra trong khu vực, khiến cây cối không thể mọc cao. Dầu vùng núi phía trên tu viện phủ đầy cây rừng nhiệt đới rậm rạp. Mặc các điều kiện khó khăn này, Ajahn Phuang dường như có đôi mắt sáng, một trí tuệ tuyệt vời giúp sự chuyển hóa mọi thứ chung quanh. Một nội tâm bình lặng, hạnh phúc và vững chãi mà tôi luôn ngưỡng vọng. Sau vài tháng hành thiền dưới sự hướng dẫn của tôi, sư trở về Mỹ, sau đó trở lại Thái Lan vào mùa thu năm 1976 để xuất gia và bắt đầu tu tập rốt ráo dưới sự chỉ dạy của sư. Trong thời gian tôi vắng mặt, Ajahn Phuang đã gây dựng được một nhóm cư sĩ thiền sinh tuy nhỏ nhưng rất thành tâm. Đầu năm 1976, vị trụ trì mới của Wat Makut đã mời Ajahn Phuang trở lại để tổ chức các khóa tu thiền thường xuyên. Cả cuộc đời còn lại cho đến khi mất năm 1986, Ajahn Phuang chia đều thời gian cho việc đi lại giữa Bangkok và Rayong.
Phần lớn các đệ tử của sư thuộc tầng lớp trí thức tại Bangkok. Họ thiền tập để tìm sức mạnh tâm linh và điểm tựa trong môi trường xã hội tân tiến với những áp lực chóng mặt của Thái Lan. Năm đầu tiên khi tôi trở lại Rayong, tu viện Thammasatit là một nơi tách biệt và im ắng đến khó tưởng. Với chỉ một nhóm tu sĩ và gần như không có khách vãng lai. Các vụ cháy rừng đã được kiềm chế, một khu rừng mới đang phát triển. Tuy nhiên, vào mùa thu năm 1979, không khí yên tĩnh bắt đầu biến mất khi việc xây dựng tháp trên ngọn đồi được triển khai. Vì tháp được xây dựng gần như hoàn hảo do công sức đóng góp, nên có nhiều thành phần tham gia, như tu sĩ, cư sĩ từ Bangkok và dân trong làng. Lúc đầu tôi không thích vì nếp sống bình lặng của tu viện bị xáo trộn, nhưng tôi bắt đầu nhận thấy có điều gì rất thú vị xảy ra. Những người có thể không bao giờ nghĩ đến việc tu thiền lại vui vẻ góp sức xây dựng vào cuối tuần. Những lúc nghỉ tay khi các thiền sinh theo Ajahn Phuang đi hành thiền, thì những người mới này cũng tham gia, rồi chẳng bao lâu họ cũng trở thành các thiền sinh thường xuyên. Nhờ đó, tôi bắt đầu biết đến bài học quan trọng về phương cách hành thiền trong những điều kiện không như ý. Ajahn Phuang bảo với tôi rằng, dầu bản thân sư cũng không thích công việc xây dựng, nhưng có những người sư cần giúp, và đây là cách duy nhất để sư có thể tiếp cận họ. Ngay sau khi ngôi tháp hoàn thành vào năm 1982, công trình lại tiếp tục với việc xây một tượng Phật lớn đặt nền trên gian phòng nơi thường dùng để làm lễ xuất gia. Và cứ thế, khi công việc làm tượng tiến triển, càng ngày càng có nhiều tình nguyện viên tham gia hành thiền. Trong những năm cuối đời, sức khỏe của Ajahn Phuang trở nên tồi tệ. Một bệnh nhiễm da nhẹ của Ajahn Phuang xảy ra trong thời gian sư ở Wat Makut, phát triển thành bệnh dậy nến nặng và không có thuốc gì Tây, Thái hay Trung có thể chữa trị được. Tuy vậy, sư vẫn duy trì thời khóa biểu dày đặc, dầu sư ít khi thuyết giảng cho đám đông thính giả. Trái lại, sư thích dạy cho từng cá nhân riêng lẻ. Cách sư hay làm để giúp người bắt đầu hứng thú với việc tu thiền là thiền tập chung với họ, hướng dẫn họ qua những khó khăn bước đầu, sau đó để họ càng lúc càng tự hành một mình, và sư lại quay sang giúp các thiền sinh mới khác. Ngay cả khi bệnh dậy nến của sư trở nên trầm trọng, sư vẫn dành thời gian để dạy đệ tử một cách riêng lẻ. Kết quả là các đệ tử của sư, dầu khá ít so với con số đệ tử của sư phụ Ajahn Lee và các thiền sư nổi tiếng khác, trung thành sâu sắc với sư. Tháng 5 năm 1986, chỉ vài ngày sau khi tượng Phật hoàn thành, nhưng trước khi phòng thọ giới xuất gia hoàn thành, Ajahn Phuang bay qua Hồng Kông để viếng một đệ tử vừa gây dựng được một trung tâm thiền tại đó. Bỗng nhiên, vào sáng ngày 14 tháng 5, khi đang ngồi thiền, sư bị đột quỵ. Người đệ tử gọi xe cấp cứu ngay khi nhận biết điều gì đang xảy ra, nhưng Ajahn Phuang đã tắt thở khi vừa đến bệnh viện. Vì trước đó vài năm, Ajahn Phuang đã yêu cầu không quả táng xác sư, nên người ta bắt đầu kế hoạch xây cho sư một tòa tháp. Tôi được giao trách nhiệm biên soạn tiểu sử và ghi lại các băng ghi âm thuyết pháp nào có thể sử dụng được để phát hành nhằm tưởng nhớ sư. Tôi khám phá ra với sự ngỡ ngàng là tôi biết về cuộc đời Ajahn Phuang nhiều hơn bất cứ ai khác. Những người sư từng có thời chung sống hồi tuổi trẻ hoặc đã chết hoặc già quá nên không còn nhớ gì nữa. Bỗng dưng, các giai thoại mà sư đã kể cho tôi nghe trong năm đầu tiên khi tôi quay trở lại với sư, về thời tuổi trẻ và những năm tháng sống với sư phụ Ajahn Lee, trở nên cốt lõi trong phần tiểu sử của sư. Thật đáng tiếc khi nghĩ đến bao nhiêu điều có thể tôi đã thiếu sót vì khả năng thông thạo tiếng Thái và sự hiểu biết về văn hóa Thái của tôi vẫn còn hạn chế. Càng đáng buồn hơn khi biết rằng
những lời dạy của Ajahn Phu Wang để lại cho hậu thế quá ít ỏi. Thông thường, sư không cho phép ghi âm các bài giảng, vì sư cho rằng những lời dạy đó chỉ dành cho những người biết lắng nghe, để có thể thực hành ngay tại chỗ, tức thì, và chúng có thể không phù hợp cho người khác ở giai đoạn khác trong sự thực hành của họ. Một vài băng ghi âm có được là từ các bài nói chuyện đơn giản, nhằm giới thiệu với khách giảng lai lần đầu tiên đến thiền viện cúng dường theo nhóm hoặc những người mới bắt đầu tu thiền. Các đề mục thâm sâu hơn hoàn toàn không được ghi âm. Vì thế, sau khi in bộ sách để tưởng nhớ Ajahn Phu Wang, tôi tự bắt tay vào công trình của riêng mình. Tôi viết xuống tất cả những gì tôi có thể nhớ về các lời dạy của sư, phỏng vấn các đệ tử khác về các đề tài tương tự. Các cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 2 năm và đòi hỏi nhiều công phu biên tập để rút ra những giáo huấn có thể hữu ích cho mọi người nói chung và có thể in thành sách. Kết quả là chúng tôi có một quyển sách mỏng với tựa đề The Language of the Heart, Ngôn ngữ của trái tim. Rồi không lâu trước khi tôi trở về Mỹ để giúp thành lập một tu viện ở California, một cuộn ghi âm khác của Ajahn Phu Wang đã được tìm thấy. Một bài giảng qua đó, sư đã nói về những điều sâu xa hơn cho một trong những đệ tử của sư. Tôi đã viết lại theo băng ghi âm và sắp xếp để in trong một tập sách mỏng có tựa đề Trí tuệ siêu việt. Quyển sách mà bạn đang cầm trong tay được trích từ 3 quyển sách trên. Phần lớn là từ quyển The Language of the Heart, Ngôn ngữ của trái tim. Dầu tôi đã cắt bớt một phần sách vì chúng chỉ liên quan đến những sự việc thuộc văn hóa Thái, hoặc vì cách chơi chữ hay nói bóng trong ngôn ngữ Thái không thể dịch sang ngôn ngữ khác. Ajahn Phu Wang thích chơi chữ. Tính khôi hài của sư là một trong những thứ thu hút tôi đến với sư trước tiên. Và rất nhiều những câu nói đáng nhớ của sư là thuộc dạng này. Tiếc thay, phần lớn các đoạn văn này đánh mất ý nghĩa đó trong dịch thuật. Và việc phải giải thích chúng sẽ nhanh chóng trở nên quá tỉ mỉ. Nên tôi đã lược bỏ gần như tất cả, trừ một số ít. Ví dụ như chuyện rác là một thí dụ về cách sư chơi chữ. Bên cạnh các phần trong quyển Ngôn ngữ của trái tim, tôi thêm vào gần như toàn bộ Trí tuệ siêu việt. Cùng với những phần nổi bật trong tập kỷ yếu, không phải tất cả là dịch thẳng từ các sách trên. Ở một số chỗ, tôi phải kể lại các giai thoại để chúng dễ hiểu hơn đối với các độc giả ngoài Thái Lan. Tuy nhiên, tôi rất cẩn trọng xuyên suốt quyển sách để dịch thông điệp của Ajahn Phu Wang chính xác nhất trong khả năng của tôi. Trong quá trình tổng hợp quyển sách này, tôi đã có cơ hội để hồi tưởng lại quan hệ thầy trò ở Thái và các cách đối xử của Ajahn Phu Wang với các đệ tử của mình, cư sĩ hay tu sĩ. Sư đã tạo một môi trường cởi mở, thân thiện và tôn trọng, qua đó các đệ tử có thể thảo luận với sư về những vấn đề đặc biệt. Trong đời sống tại gia hay xuất gia của họ, mà không cảm thấy mình là bệnh nhân hay khách hàng, mà chỉ như là với một đồng loại. Người có thể hướng họ đến một điểm tựa bền vững trong cuộc đời. Từ khi trở về đây, tức nước Mỹ, buồn thay tôi thấy thiếu vắng sự quan hệ giữa thầy trò như thế. Tôi mong rằng khi Phật giáo đã trụ vững ở đây, mối quan hệ đó cũng sẽ được phát triển, để mang lại lợi ích tinh thần và tâm linh cho cả xã hội. Một số người Thái có lần hỏi tôi, thế điều gì đáng ngưỡng mộ nhất ở Ajahn Phu Wang? Họ mong là tôi sẽ nói đến khả năng có thể đọc được tư tưởng người khác hay các năng lực siêu nhiên. Mặc dầu có những điều như thế, việc sự biết tâm tôi quá diệu kỳ, tôi nói với họ là chính sự tử tế và nhân bản của sư khiến tôi ngưỡng mộ nhất. Suốt những năm bên nhau, sư chẳng bao giờ làm gì khiến tôi cảm thấy mình là người Tây Phương hay rằng sư là người Thái. Chúng tôi luôn đối thoại một cách trực tiếp, bình đẳng giữa con người với nhau, bất kể sự khác biệt về văn hóa. Tôi biết rằng nhiều đệ tử khác của sư, dầu không nói ra như thế,
họ vẫn cảm nhận những đức tính đó ở sư. Tôi gửi quyển sách này đến độc giả như một cách chia sẻ những gì tôi đã được học từ Ajahn Phuang và siêng dành với lòng tôn kính sâu xa nhất để tưởng nhớ đến sư. Có lần sư nói với tôi rằng nếu không nhờ sư phụ Ajahn Lee, sư sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được sự huy hoàng của cuộc sống. Tôi cũng mang cái ơn đó đối với sư. Thanissaro Fiku, Thiền viện Metaphores Valley Center, California 92082-1409. Ghi chú: trong bản dịch mới này, tôi, Tỳ kheo Thanissaro, đã thêm phần có tựa là công đức, merit. Phần này trong bản in đầu tiên vào năm 1993 không có.